Trong cái mục cuối cùng của cái livestream ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho bà con một cái chế phẩm thuốc rất là tốt, đó là đạm tăng lực. Thì đây là một cái thuốc mà gọi là cái có tác dụng bồi bổ cơ thể cho những gia súc và gia cầm sau khi ốm dậy được hồi phục rất là nhanh. Thì đấy là đối với trường hợp gia súc gia cầm bị mắc bệnh. Còn trường hợp gia súc gia cầm trong quá trình chăn nuôi, đặc biệt ở cái giai đoạn mà cần phải tăng trọng nhanh và vỗ béo, thì dùng cái loại thuốc này thế là có tác dụng là gì? Kích thích tăng trưởng rất là nhanh, giảm cái lượng thức ăn và làm cho tăng cái lượng cơ cũng như cái chất lượng thịt và lông cũng như là da đối với gia súc, còn lông đối với gia cầm rất mượt và rất là tốt. Đây là cái thuốc mà tăng được. Thế vậy thì đối với thuốc này có các cái thành phần rất là đa dạng. Thứ nhất là có cái vitamin tổng hợp, tức là A, D, E và vitamin nhóm B và vitamin C. Và đặc biệt là các cái protein hoặc là các cái acid amin không thay thế. Những cái acid amin này có tác dụng rất tốt đối với thận, có rất tốt đối với gan và rất tốt đối với cơ thể. Ví dụ như là lysine, ví dụ như là methionine, và ngoài ra còn một số các cái kháng sinh có tác dụng để ức chế những cái vi khuẩn bội nhiễm. Và nếu mà dùng cái thuốc này thì nó có tác dụng rất là tốt, thì nhắc lại tốt đối với gia súc gia cầm sau khi mà ốm, và tốt đối với gia súc gia cầm trong cái giai đoạn mà vỗ béo để kích thích sinh trưởng phát triển, kích thích cái trọng lượng cũng như là cái khối lượng cơ, và đặc biệt là cái mẫu đặc biệt là cái mã đây là đối với gia cầm thì lông, đối với gia cầm thì lông rất mượt, còn đối với gia súc thì da hồng hào và rất là đẹp. Thì đây là cái loại thuốc, và đây gọi là thuốc tăng lực, và nó là thuộc vào cái dạng là thức ăn bổ sung có hiệu quả rất là cao. Vâng, cái này thì bà con chúng ta sẽ đến các cái đại lý thuốc thú y hỏi, và đây là một cái thuốc của một cái công ty thuốc thú y Saka, công nghệ Nhật Bản. Đây, thuốc thú y Saka, công nghệ Nhật Bản. Và thuốc này, cái công ty này thường xuyên là được chứng nhận là hàng Việt Nam chất lượng cao và có uy tín trên thị trường. Vâng, xin chào bà con. Với cái thời lượng live stream của chúng tôi trong vòng một tiếng, chúng tôi đã trao đổi với bà con. Vâng, cái giá sản phẩm này thì thưa bà con, thì tôi cũng chưa hỏi cụ thể, thì bà con có thể liên hệ với một số các cái quản lý thị trường đối với công ty này. Thế này thì là có thể là tôi sẽ cho bà con cái điện thoại. Bà con có thể liên hệ với anh Sự. Vâng. Đây. Số điện thoại của anh Sự, anh ấy là giám đốc kinh doanh, 0912692699006. Vâng. Đây, bà con liên hệ với anh Sự đây, và số điện thoại của anh Sự đây. Và anh ấy là giám đốc kinh doanh, mọi các thuốc bà con cứ hỏi sẽ biết được cái giá của cái loại thuốc này. Và tất nhiên còn có rất nhiều các loại thuốc nữa, thì trong các buổi live stream tiếp theo thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con, miễn là sử dụng có hiệu quả và cái giá thành hạ.